sách rách, tủ sách bài tập cuối tuần Sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5 Tuyển tập đề thi giữa, với học kỳ 1, học kỳ 2 Truy cập ngay shopee.vn gạch chéo Việt rách official store Xin chào tất cả các con học sinh thân mến Chào mừng các con đã đến với khóa học chữa sách giáo khoa môn toán lớp 5 Bộ sách mang tên Trần trời sáng tạo Chúng mình đã cùng nhau kết thúc chương số 1 Đến bài học ngày hôm nay thì cô và các con sẽ cùng nhau đến với chương số 2, số thập phân. Đầu tiên, chúng mình sẽ đến với bài số 18, số thập phân trang 48. Bây giờ, cô và các con sẽ cùng nhau đi chữa tất cả các bài tập có trong bài số 18 này nhé. Đầu tiên với phần thực hành trang 50 bài số 1, viết theo mẫu. Mẫu ở đây người ta cho con như sau. Hình đầu tiên là một hình tròn, được chia thành 10 phần bằng nhau và người ta tô màu hai phần. Vậy người ta nói số phần được tô màu của hình trên chính là 2/10. Và 2/10 muốn viết từ phân số thập phân sang số thập phân ta thì ta sẽ làm như thế nào? À, chúng mình sẽ quan sát mẫu số 10 có một chữ số 0. Như vậy ta sẽ viết một số 0 ở đây. Và viết số 2 mà ta thấy rằng 10 thì chỉ có một chữ số 0 Như vậy phần thập phân của số thập phân này sẽ chỉ có một số là số 2 Tương tự như thế Ở mẫu số 2 là một hình tròn được tô màu hoàn toàn Và hình tròn thứ hai thì được tô màu 9 phần 10 Vậy đây chính là hỗn số 1 và 9 phần 10 như vậy ta được phân số 19 phần 10 Phân số 19 phần 10 Thì ta sẽ viết tử số xuống dưới đây ta được số 19 mà ta thấy rằng số 10 thì có một chữ số không vậy phần thập phân của số thập phân này chỉ có một chữ số đằng sau dấu phẩy ta được số thập phân 1,9 như vậy bây giờ các con sẽ cùng cô đi làm hai ý a và ý b nhé đầu tiên là ý a là một hình tròn được chia thành 10 phần bằng nhau và tô màu 3 phần và tô màu 7 phần. Vậy ta nói số phần được tô màu ở hình tròn A chính là phân số 7/10. Phần phân số 7/10 thì ta sẽ viết được dưới dạng số thập phân là phần, là số 0,7. Tiếp theo. Hình B sẽ có 3 hình tròn. Hai hình tròn đầu tiên được tô màu hoàn toàn. Hình tròn thứ ba thì được chia thành 10 phần bằng nhau và tô màu 5 phần. Vậy ta nói hình tròn thứ ba được tô màu 5 phần 10. Và hình B ta nói được tô màu 2 và 5 phần 10 hình tròn. Vậy 2 và 5 phần 10 ta sẽ viết như thế nào? À chúng mình có hai cách. Cách đầu tiên chúng mình sẽ chuyển hỗn số thành phân số ta được phân số 25 phần 10 và viết tử số xuống dưới đây và ta thấy rằng 10 thì chỉ, thì có một chữ số 0 ở đằng sau. Vậy ta sẽ thấy rằng số thập phân này chỉ có một chữ số ở đằng sau dấu phẩy. Ta được số thập phân 2,5 hoặc chúng mình có cách số 2. Ta thấy rằng 5/10 thì bằng 0,5. Như vậy 2 mà cộng với 0,5 thì sẽ bằng 2,5. Tiếp theo đến bài số 2, viết các phân số thập phân, các hỗn số có chứa phân số thập phân thành phân thành số thập phân. Ở đây có hai ý A và ý B. Ý A 4 phần 10, 91 phần 100, 55 phần 1 000 Ý B 2 và 1 phần 10, 1 và 6 phần 100, 15 và 8 phần 1 000 Bây giờ chúng mình sẽ viết các phân số thập phân, các hỗn số có chứa phân số thập phân thành số thập phân nhé. Với a 4/10. Như vậy ta thấy rằng 10 có một chữ số 0 ở đằng sau, như vậy số thập phân của chúng mình cũng chỉ có một chữ số ở đằng sau dấu phẩy và ta được số thập phân 0,4. 9 phần 100. Ta thấy rằng 100 thì có hai chữ số 0, như vậy số thập phân này sẽ có hai chữ số đằng sau dấu phẩy và ta sẽ được số thập phân là 0,09. Tiếp theo là 55 phần 1 000 Ta thấy rằng 1 000 thì có 3 chữ số 0. Như vậy số thập phân của chúng mình sẽ phải có 3 chữ số đằng sau dấu phẩy. Và ta được số thập phân 0,055. Đến với ý B, 2 và 1 phần 10. Ta thấy rằng 1 phần 10 thì bằng 0,1. Vậy 2 và 1 phần 10 sẽ bằng 2,1. 1 và 6 100 ta thấy rằng 6 phần 100 thì sẽ bằng 0,06. Vậy 1 mà cộng với 0,06 sẽ bằng 1,06. 15 và 8 phần 1 000 ta thấy rằng 8 phần 1 thì bằng 0,008. Vậy ta lấy 15 mà cộng với 0,008 thì bằng 15,008. Tiếp theo đến với bài số 3, nêu các chữ số thuộc phần nguyên, phần thập phân của mỗi số thập phân sau. Ví dụ, số 72,035 có phần nguyên gồm các chữ số 7, 2 ở bên trái dấu phẩy. Phần thập phân gồm các chữ số 0, 3, 5 ở bên phải dấu phẩy. Vậy, ý A 742,5, ý B 0,18. Ý C 10,362 Chúng mình sẽ cùng nhau nhìn nếu các chữ số thuộc phần nguyên Phần thập phân của các số thập phân này nhé Với số thập phân 742,5 Có phần nguyên gồm các chữ số 7, 4 và 2 ở bên trái của dấu phẩy Phần thập phân gồm chữ số 5 ở bên phải dấu phẩy Ý B số 0,18 có phần nguyên gồm chữ số 0 ở bên trái dấu phẩy Phần thập phân gồm các chữ số 1, 8 ở bên phải dấu phẩy. Ý C, số 10,362 có phần nguyên gồm các chữ số 1 0 ở bên trái dấu phẩy. Phần thập phân gồm các chữ số 3, 6 và 2 ở bên phải dấu phẩy. Đến với phần luyện tập trang 51 bài số 1, viết các phân số thập phân thành số thập phân. Mẫu 6/10 thì bằng 0,6. 716 phần 100 thì sẽ bằng 7 và 16 phần 100 và sẽ bằng 7 cộng với 0,16 và bằng 7,16. Tương tự như vậy chúng mình sẽ đi làm các ý A, B, C và D nhé. Ý A 7 phần 10 thì bằng 0,7. Ý B 4 phần 100 thì bằng 0,04. Ý C 37 phần 100 thì bằng ta lấy 3. 17 chia cho 100 thì ta sẽ được 3 và 7 phần 100. 3 và 7 phần 100 sẽ bằng 3 cộng với 0,07 và bằng 3,07. Ý đề 228 phần 100 thì sẽ bằng 2 và 28 phần 100, tức là bằng 2 cộng với 0,28 và bằng 2,28. Đến với bài số 2 trang 51, thay dấu hỏi chấm bằng số thập phân chỉ lượng nước có trong mỗi bình bình A sẽ có bao nhiêu lít nước và bình B có bao nhiêu lít nước, bình C có bao nhiêu lít nước. Như vậy chúng mình sẽ cùng nhau quan sát. Ta thấy rằng bình A thì có mức là 1 lít. 1 lít này thì sẽ chia thành các vạch lớn là có 1, 2, 3, 4, 5 vạch lớn. Như vậy mỗi vạch lớn sẽ chứa là 0,2 lít. Mà ở đây phần nước của chúng mình chỉ đến một nửa của vạch to thứ nhất thôi như vậy ta sẽ lấy 0,2 chia cho 2 thì bằng ta chia đôi ra thì sẽ bằng 0,1 lít tiếp theo là bình B bình B thì sẽ có hai phần vạch lớn như vậy sẽ là 0,4 cộng với một vạch nhỏ nữa là 0,1 vậy ta sẽ được 0,5 lít hình C sẽ có 1, 2, 3 và 4 vạch lớn như vậy sẽ được 0,8 lít Đến với bài số 3, câu nào đúng, câu nào sai? Ý A, chiều cao của một bạn là 1 và 45 phần 100 mét, nghĩa là bạn đó cao 1,45 mét, đúng hay sai? Ý B, khối lượng của một con gà là 1 và 2 phần 5 kg, nghĩa là con gà đó cân nặng 1,2 kg. Ý C, do 1 phần 10 gấp 10 lần 1 phần 100, nên 0,1 gấp 10 lần 0,01. Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi kiểm chứng xem câu nào đúng, câu nào sai nhé. Với ý A, chiều cao của một bạn là 1 và 45 phần 100 m nghĩa là bạn đó cao 1,45m, rất chính xác. Ta sẽ điền chữ D vào chỗ trống. Ý B, khối lượng của một con gà là 1 và 2 phần 5 kg, nghĩa là con gà đó cân nặng 1,2 kg là sai, bởi vì 1 và 2 phần 5 thì sẽ bằng 1 và 4 phần 10, tức là 1,4 kg. Vậy khối lượng của con gà là 1 phần 1 và 2 phần 5 kg, nghĩa là con gà đó cân nặng 1,4 kg. Ý C, do 1 phần 10 gấp 10 lần 1 phần 100 nên 0,1 sẽ gấp 10 lần 0,01 là chính xác. Vậy ta sẽ điền chữ D vào chỗ trống. Tiếp theo chúng mình đến với phần vui học, viết theo mẫu. Ở đây có 3 hình A, B và C. Hình A là hai chiếc bánh pizza. Chiếc bánh đầu tiên thì có một chiếc bánh nguyên vẹn và chiếc bánh thứ hai thì chỉ có một nửa chiếc bánh. Vậy ta nói có 3 phần 2 cái bánh hay 15 phần 10 cái bánh và ta nói có 1,5 cái bánh. Tương tự như vậy chúng mình sẽ đi làm hình B và hình C nhé. Ta thấy rằng hình B thì có một chiếc bánh nguyên vẹn và một chiếc bánh thì được chia thành 5 phần bằng nhau và còn lại 3 phần. Vậy ta nói còn 1 và 3 phần 5 chiếc bánh. Còn hình C thì sẽ còn 1 và 3 phần 4 chiếc bánh. Vậy với hình B sẽ nói có 8 phần 5 cái bánh hay là 16 phần 10 cái bánh. Vậy ta nói có 1,6 cái bánh. Hình C có 7 phần 4 cái bánh hay 175 phần 100 cái bánh. Và ta nói có 1,75 cái bánh. Vừa rồi cô và các con đã cùng nhau đi chữa tất cả các bài tập có trong bài số 18, số thập phân. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo nhé. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt rách.